Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video chữa bài đọc 7 câu. Và ở phần video này thì các bạn cũng sẽ đọc cho cô phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Thì cô sẽ có như sau. Như ở phần thông tin đầu tiên đoạn văn thì cô sẽ có là Stephen. Chợ cái bệnh nhân, cô có từ patient là bệnh nhân. Bệnh nhân số 91 của Việt Nam. Như đã vừa mới recover from. Chúng ta có cụm từ recover from nghĩa là gì? Bình phục, hồi phục. Như thì cô sẽ có câu như sau đó là Steven. Chợ bệnh nhân thứ 91 của Việt Nam Vừa mới khỏi Covid-19 Và hôm nay sẽ quay trở về nước như vậy, Vào ngày 12 tháng 7 Như vậy có dịch tiếp này the simple, Biểu tượng của thành công trong đại dịch của Việt Nam Như, vậy, như cái tờ Như cái tờ, tờ báo của ABC như vậy, Sẽ làm sao đây ạ Sẽ được đồng hành cùng với một đội ngũ bác sĩ Trong suốt chuyến bay về London Vậy thì cô sẽ thấy được là à, đoạn văn này của chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là bệnh nhân số 91. Nhờ. Yeah. Vậy cô xác định được chủ đề chung chung của đoạn văn như vậy đã. Bạn sẽ làm cho cô câu sau này. Trong cái đoạn văn 1 mà cô Trang Anh vừa dịch ấy, nhợi yeah, cô sẽ có như sau. Cô thấy có xuất hiện gạch chân của cái từ, đó là từ a company. Nhờ. Yeah. Và cô vừa dịch là bệnh nhân này đúng không? sẽ được, làm sao đây ạ? Sẽ được đồng hành bởi một đội ngũ bác sĩ trên chuyến bay về London. Vậy từ đó cô sinh ra từ này có nghĩa là được đồng hành, được đồng hành, được đi theo cùng. Tức là khi mà cái ông này quay trở về London thì ông ấy có một đội ngũ bác sĩ đi theo cùng. Vậy thì bạn sẽ làm cho cô câu số 40. Nhờ người ta muốn hỏi em cái từ, đó là từ accomplish trong đoạn văn số 1 có nghĩa là gì? Ý e A cô có từ go through it, nghĩa là gì? Được hoàn thành. Vậy thì cô sẽ không chọn ý e A. Yeah. Nhưng mà ý B của cô đó là được chào đón lồng nhiệt vậy thì cô cũng sẽ không chọn ý B, đúng không ạ? Ý C của cô cũng từ out of control, mất kiểm soát, vậy cô cũng sẽ không chọn ý C. Do đó cô chọn được câu 40 là ý D. Được đồng hành trong đoạn văn này được hiểu với nghĩa là được theo cùng để chăm sóc y tế. Nhờ. Sau câu số 40 chuyển đến qua sang câu 41, em nhớ cho cô là trong đoạn văn của chúng ta cái câu hỏi về đoạn văn chủ yếu thảo luận về cái gì hay là cái câu hỏi chủ đề của đoạn văn ấy thì em nên để câu đây làm xuống cuối. Vì sau khi em làm tất cả những câu khác xong rồi thì, thì em sẽ quay lại về câu đó thì em sẽ có thể xác định được chính xác chủ đề hay là đoạn văn chủ yếu thảo luận về cái gì. Nên này với câu số 41, câu số 40 của cơ là dạng câu hỏi về từ vựng em nhé. Và với cái dạng câu hỏi từ vựng này thì em sẽ dùng ngữ cảnh của đoạn văn để đoán nghĩa của từ, đúng không ạ? Bởi vì là với gốc từ như câu 40 này, với cái từ này của chúng ta nghĩa là được đồng hành, nó từ đấy nghĩa là đồng hành theo cùng. Nhưng mà trong ngữ cảnh câu này thì là đồng hành có nghĩa là sao? Nó là đi theo cùng để chăm sóc, đúng ừ, chưa ạ? Rồi với câu số 41. Với câu 41 người ta hỏi em cái từ ở trong đoạn văn số 2 ám chỉ điều gì? Đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ với dạng câu hỏi tìm mối liên hệ như này em sẽ đọc cho cô phần thông tin phía trước của nó phần thông tin phía trước của nó thì cô sẽ có phần thông tin sau các bạn chú trọng vào đấy cho cô các bạn tập trung vào đấy cho cô nhá đây rồi đó ạ cô sẽ có như sau này bạn sẽ đọc cho cô cái phần thông tin ở phía trước cái từ vát này thì cô sẽ có như sau dịch là một người đàn ông 43 tuổi một đàn một đàn người đàn ông bốn người một người đàn ông anh 43 tuổi này đã đến Việt Nam đầu tháng 3 đúng không ạ đã được đã được kiểm tra là dương tính với Covid-19 chỉ 3 ngày nhạ, sau cái chuyến bay đầu tiên của ông ta cho hãng Việt Nam này nhạ. theo sau nữa sau đó làm sao đấy ạ sau đó làm sao đây sau đó thì sau khi ghé thăm nhạ, sau khi ghé vào một cái quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh mà cái quán bar đó đã trở thành cái làm sao đây trở thành cái, cái 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 ổ dịch với Covid-19 Vậy thì người ta hỏi em cái từ bán ở trong trường này là gì? Chính là cái quán bar đó, đúng không ạ? Cái quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở là thành làm sao đấy? Đã bùng phát thành một cái ổ dịch Vậy thì ở đây rất là dễ dàng Cô dễ chọn được câu này của chúng ta là ý xe Chợ xong câu đấy, chuyển cô sang câu số 42 Với câu số 42, người ta hỏi em cái từ critical của chúng ta nghĩa là gì? Đó nhá Vậy là đây lại tiếp tục nhờ. Câu 41 của cô là câu hỏi tìm mối liên hệ này Chờ, câu số 42 cô lại tiếp tục là một câu hỏi về từ vựng. Trở về đi với câu số 42 này, với câu hỏi về từ vựng lúc cô Trang Anh có bảo với các bạn rằng là từ vựng thì em phải ghép nó vào ngữ cảnh của đoạn văn. Dù em có biết mảy bay từ đó nghĩa là gì thì em cũng vẫn phải ghép nó vào dựng ngữ cảnh của đoạn văn bởi vì sao? Bởi vì trong tiếng Anh một từ có rất là nhiều nghĩa, tùy vào từng ngữ cảnh nó sẽ có nghĩa khác nhau. Vậy Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc đoạn văn và tìm hiểu cho cô xem cái từ critical của chúng ta nghĩa là gì thì cô sẽ thấy nó ở đầu đoạn văn số 3 ở đầu đoạn văn số 3 đấy cô sẽ có như sau nhận cô sẽ có như sau này nó dịch là ở uh, tờ tin tức của ABC Nhạc đã làm sao đây ạ? Uh, cái tờ tin tức của ABC đấy đã ghi nhận những cái sự nỗ lực to lớn của chính phủ Việt Nam trong cái việc cứu cái người đàn ông cái người đàn ông mà bị làm sao và phải dành 60 năm ngày hỗ trợ sự sống vậy thì cô sẽ thấy được là cái ông này mà phải dành 65 ngày để hỗ trợ sự sống này ở chợ và cái tờ BBC từ cái tờ ABC đi đấy rồi ghi nhận cái sự rất lớn của chính phủ Việt Nam trong cái việc cứu người đàn ông người đàn ông mà bị làm sợ chúng ta có đằng sau từ đấy nghĩa là bị ốm đúng không vậy thì nó sẽ là bị ốm rất là lạ. vậy thì cô sẽ suy ra từ critical của chúng ta nghĩa là rất là nghiêm trọng rất là nặng vậy thì nó sẽ không thể bằng ý a với từ extremely HM important rất là quan trọng được đúng không nên cô sẽ không cho ý a nhá Chọn tiếp này cô sẽ có ý C của cô Nghĩa là nghiêm khắc, không phải Ý D với từ essential Nghĩa là cần thiết, cơ bản, không phải Vậy cô chọn được ý B đúng không? Rất là nghiêm trọng, rất là nặng Sau câu số 42, chuyển cô sang câu số 43 trợ câu số 43 Người ta hỏi như sau Người ta bảo là theo như cái đoạn vận này Thì cái nào dưới đây không đúng Về bệnh nhân số 91 Nhờ, Em nhớ cho cô như sau này Người ta hỏi rằng là câu nào dưới đây không đúng về bệnh bệnh, nhân 91 thì cô sẽ có như sau. Bây giờ với cái dạng câu hỏi này nhá, thì em sẽ đọc cho cô đáp án và ở các phương án này thì mỗi một cái phương án em đọc xong, em giống thông tin vào trong bài xem cái phương án đó đúng hay là sai. Nhớ là cô cần tìm cái phương án không đúng. Cô sẽ có như sau. Đây là chuyến bay đầu tiên của ông này tới Việt Nam với vai trò là một phi công cho hãng Việt Nam này. Thì cô sẽ có như sau ở cái phần thông tin trong đoạn văn này của chúng ta nhé yeah, Bây giờ chúng ta sẽ đọc này ở trong đoạn văn này cô sẽ có như sau cái người là ông anh 43 tuổi này đã đến Việt Nam vào đầu tháng 3 được kiểm tra là dương tính với covid 19 sau 3 ngày với sau sau 3 ngày đúng không chỉ ba ngày sau cái chuyến bay đầu tiên của ông ta choãng Việt Nam vì đấy chính là chuyến bay đầu tiên của ông ấy đúng rồi nên cô sẽ không chọn ý a à. đó ạ Thế vậy cô sẽ có ib của chúng ta thì sao? ib của cô đó là phổi của ông ấy đã got over. chúng ta có got over bằng với recover from bình phục đúng không ạ? Phổi của ông ta đã bình phục 9 trên 10 tức là 90% chức năng và cần phải được cấy ghép nhớ. Thế vậy ic của chúng ta thì sao ạ? ic của cô đó là hơn 10 người trên toàn thế giới đúng không ạ? À, sorry, hơn hơn 10 người trên khắp cả nước đã. volunteer, chúng ta có cấu trúc To do tình nguyện hiến phổi cho ông ta Đó đúng không? Hơn 10 người trên khắp đất nước đã tình nguyện hiến phổi Cho phi công người Anh này vậy em sẽ xem cho cô như sau này Ở trong đoạn văn của chúng ta xem là uh, Có cái đoạn nào người ta đề cập tới Đó là có người mà tình nguyện Hiến phổi cho ông này không Nhờ thì cô sẽ có như sau Ở trong cái đoạn văn số Nhờ ở trong đoạn văn này của chúng ta Có cái phần thông tin đó này đó. Thế vậy chúng ta sẽ có xem nào nhờ chúng ta sẽ có ở cái phần thông tin trong đoạn văn này. nhờ bạn sẽ thấy cho cô ở trong đoạn văn số 3 nhá. Chờ, ở trong đoạn văn số 3 thì cô sẽ có cái phần thông tin sau. nhờ bạn chú ý cho cô phần thông tin này. Ở cơ sẽ có phần thông tin đoạn văn số 3 đó là các bác sĩ cho biết rằng nhờ có cái thời điểm, nhờ có đã có cái thời điểm mà họ phải cân nhắc đến cái việc cấy phổi nhờ Vì phổi của ông này tổn thương tới 90% và không còn hoạt động được nữa nhá. Yeah. Vậy thì cô sẽ thấy là có thời điểm người ta cân nhắc việc phải cấy phổi của ông ta vì phổi của ông ta bị tổn thương tới 90% và không hoạt động được nữa. Nhưng mà ở đây trong bài người ta lại bảo là phổi của ông ta đã phục hồi 90% và cần cấy. Nếu mà đã phục hồi được đến 90% thì không cần phải cấy đúng không? Lên ý B của cô sai. Chờ xem cho cô xem ý C này. Hơn 10 người trên khắp cả nước tình nguyện hiến phổi cho ông ta. Xem cho cô như sau này. Xem cho cô xem là ở đây xem là có có cái trường hợp là thông tin trong bài mà người ta đề cập đến việc là có đúng không ạ có hơn 10 người tình nguyện đây rồi cô sẽ có như sau với đúng không ạ với hàng tá người nhận đến để làm sao để lẽ là người tình nguyện hiến phổi trong ta vậy thì cô sẽ thấy được là cái ý c của cô đúng nên là cô sẽ không chọn nhận tiếp này ý d của cô thì sao ý d của cô là rất là nhiều người đã theo dõi đúng không ạ rất là người đã theo dõi sát sao từng phục hồi nhỏ của anh ta sau hôn mê Vậy em đọc cho cô trong bài xem là có chỗ nào người ta đề cập tới cái việc là đúng không? Người ta theo dõi từng chút một. Đó, em xem cho cô trong đoạn văn số 4 nhé. Ở trong đoạn văn số 4 thì cô sẽ có thấy thông tin sau, Đó, dịch là mọi phục hồi nhỏ nhất đều được theo dõi sát sao bởi truyền thông và thu hút được rất là nhiều sự chú ý. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý đề của cô đúng. Xong câu 43 chuyển cho cô sang câu số 44. Câu lớn người ta bảo là như được đề cập Trong lời trích dẫn của Cái cái cái, cái Như được đề cập trong lời trích dẫn của Cameron Trên cái tờ báo Trên cái tờ báo Daily Mail này. Yeah. Thì ông ấy cảm thấy như thế nào Khi mà ông ta rời khỏi Việt Nam Chợ ý A à, với từ devote rất là gì Rất là tận tâm Chợ ý B của cô rất là như luyến Chợ yeah. ý C là rất là đau lòng Với để chúng ta làm may mắn Vậy em sẽ xem cho cô trong cái phần thông tin của đoạn văn số 6 ở trong đoạn văn số 6 thì cô sẽ có thấy cái phần thông tin như sau. ở chưa? Chúng ta sẽ có uh, ở trong cái đoạn văn số 6 này có cái lời phát biểu của ông như sau này. Nhớ cô sẽ có ở trong đoạn văn số 6 này. Dạ, dịch là tôi được trở về nhà thì rất là đúng không ạ? Dạ, tôi sẽ về nhà với một trái tim hạnh phúc bởi vì tôi được trở về quê hương của mình, Nhưng mà đúng không ạ? Nhưng mà cũng thật là làm sao đây? cũng rất thật là buồn bởi vì tôi phải làm sao tôi phải xa rất là nhiều người ở đây những người mà đã từng những người mà đã là bạn bè của tôi nhớ bây giờ là tôi sẽ về nhà với một trái tim hạnh phúc vì tôi đang được về nhà mình nhưng mà thật sự đúng không ạ thì cũng rất là buồn vì tôi sẽ phải xa nhiều người mà tôi coi là bạn bè ở đây vậy thì cái tâm trạng của ông đấy chính là cái tâm trạng rất là gì đấy ạ cái tâm trạng của ông ấy chính là tâm trạng rất là lưu luyến vậy cô chọn được câu 44 là ý b sau câu 44 trở cô ra câu số 45 Nhờ chúng ta sẽ có câu 45 ý này Cái chuyến bay mà đưa cái bệnh nhân 91 Câu 45 người ta hỏi là Theo như đoạn văn này Thì cái câu nào dưới đây là đúng Nhá, ý ở này Cái chuyến bay đưa bệnh nhân 91 trở về nhà đã trở thành biểu tượng của thành công của Việt Nam trong cái việc chống lại Covid-19 Ở trong này người ta có nói đến cái biểu tượng đó Nhưng mà sẽ đọc cho cô xem có phải là chuyến bay đấy chính là biểu tượng không ạ như vậy chúng ta sẽ có như sau ở phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn này cô sẽ có là Stephen cái bệnh nhân số 91 của Việt Nam đã đã bình phục hoàn toàn với Covid 19 và sẽ quay trở về nhà vào ngày hôm nay Chứ đấy chính là biểu tượng thành công trong chống dịch của Việt Nam như vậy thì cô sẽ thấy được là biểu tượng đấy không phải là chuyến bay mà là việc ông này có thể phục hồi được nên là ý a của cô không đúng cô cần tìm một đáp án đúng cơ đúng không ạ? tiếp này ý b của cô đó là Uh, cái sự phục hồi của phi công này khiến cho mọi người trên toàn trên khắp tất cả nước vui sướng yeah. và xem cho cô như sau nhờ yeah, xem cho cô xem là uh, ở trong cái phần thông tin trong đoạn văn sau của chúng ta này nhờ, yeah, cô sẽ có đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 đây rồi ở trong đoạn này thì cô sẽ có như sau ở trong cái phần thông tin thông theo thông tin trong bài nhá thì cô sẽ có như sau đó là tất cả đội ngũ nhân viên y tế đã vỡ hòa wow, hạnh phúc để mà thấy ông ấy phục hồi hoàn toàn nhá và được xuất viện ngày hôm nay vậy theo thông tin trong bài của chúng ta nhá thì không phải là tất cả mọi người trên toàn thế giới mà là đội ngũ y tế trong nước nhớ lên ý b của cô không đúng ý c của cô thì sao ạ ý c của cô chính là cái người đàn ông có lần 43 tuổi này cảm thấy khá may mắn khi được chữa trị ở việt nam nhớ xem cho cô xem là ở trong này của chúng ta có đúng không nhớ chúng ta sẽ có như sau Nhờ, chúng chưa sẽ có là ông này cảm thấy rất là may mắn để được chữa trị Việt Nam. Vậy D của chúng ta là còn rất là nhiều vẫn vẫn còn những cái ca lây nhiễm mới Nhờ, ở Việt Nam. Vậy em sẽ đọc cho cô xem là còn C còn D thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ừ, cô sẽ có như sau. Nhờ bạn sẽ xem cho cô ở cái phần thông tin trong đoạn văn cuối. Ở trong đoạn văn cuối thì cô sẽ có như sau. Việt Nam đã báo cáo đúng không? đã ghi nhận. Việt đã, đã, ghi nhận là có 370 ca dương tính không? và không có ca nào mà lây nhiễm trong cộng đồng trong gần 3 tháng nay. Tất cả những cái ca dương tính gần đây đều là những cái người mà nhiễm ở nước ngoài và đã được cách ly ngay khi mà nhập cảnh ở Việt Nam. Vì từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là vẫn còn những cái ca đúng không ạ dương tính với Covid-19 ở Việt Nam tính thời điểm hiện tại. Vậy Thì với câu số 45 cô chọn được câu này phải là ý D. Giờ em sẽ quay lại cho cô với câu số 39. bây giờ rút cuộc là chủ đề của đoạn văn này là gì? Sau khi mình đọc hết được cả bài rồi thì em trả lời cho cô xem là chủ đề của đoạn văn này sẽ là gì? Cô có như sau. Ý A của câu đó là bệnh nhân số 91, bài văn này nói về bệnh nhân 91, được Một chuyến bay kỳ diệu về về nhà. một chuyến bay phép màu về nhà. Ý B của câu đó là bệnh nhân COVID-19 phi công người Anh một người đàn ông tuyệt vời Chắc chắn là không phải rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là trong bài này người ta không nói là ông này tuyệt vời Nhưng lại là ý bê của cô sai Ý sẽ cô là sự tiến bộ của y học Việt Nam với Covid-19 Vấn đề của chúng ta là bệnh nhân 91 Niềm tự hào của đội ngũ bác sĩ Việt Nam Vậy thì cô sẽ thấy được là Nếu mà làm tiêu đề cho đoạn văn này Thì cô sẽ thấy như sau Ở ngay cái phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn này Họ có nói như sau này Nhờ, Ngay cái phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn này Người ta nói rằng là cái bệnh nhân đúng không? số 91 này đã bình phục hoàn toàn và quay trở về nhà vào ngày 12 tháng 7. Chợ ông ấy cái cái cái, cái ca số 91 này trở thành biểu tượng trong thành công về chữa Covid-19 ở Việt Nam. Đúng quay trở về trên cái chuyến bay đấy Vậy thì cô sẽ thấy được là cái chuyến bay mà đưa ông này trở về nhà Không phải là chuyến bay đưa một con người về nhà nữa Mà nó là một cái chuyến bay đúng Nó là làm sao đây ạ? Nó là một cái chuyến bay của phép màu Là một chuyến bay đưa bệnh nhân 90 về nước trong cái đại dịch này Chứ nói ngoài cái việc nghĩa đen là Là một cái chuyến bay đưa bệnh nhân 91 về nước yeah. Mà có, nó còn là một chuyến bay của sinh tử Của chính bệnh nhân đó trên cái con đường Chống lại Covid-19 để trở về nhà Để phục hồi Vậy thì với câu số 39 Cô chọn được câu này là ý A em nhé